Nhà ga hành khách cảng hàng không Long Thành có kịp khởi công cuối năm nay. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội bố trí vốn, đẩy nhanh tiến độ thẩm định chủ trương đầu tư dự án đường Hồ Chí Minh đoạn rạch sỏi Bến Nhất Gò Quao Vĩnh Thuận và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đường sắt đô thị của thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có trách nhiệm chỉ đạo ACV đẩy nhanh các thủ tục, dứt khoát phải khởi công nhà ga hành khách cảng hàng không quốc tế Long Thành cuối năm 2022, khẩn trương triển khai thi công nhà ga hành khách T3, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bảo đảm hoàn thành cuối năm 2024. Đồng thời, chỉ đạo VEC khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan triển khai thi công đồng loạt các gói thầu, đưa dự án Bến Lức, Long Thành vào khai thác chậm nhất quý 3 năm 2025. Riêng đối với công tác chỉ định thầu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các bộ, ngành liên quan giám sát chặt chẽ, công khai, minh bạch công tác lựa chọn nhà thầu nhà ga hành khách dự án đầu tư cảng hàng không quốc tế Long Thành, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, chọn được đúng nhà thầu có năng lực. Đối với công tác đấu thầu phải hết sức trách nhiệm, đảm bảo công khai, minh bạch, lựa chọn được nhà thầu có kinh nghiệm, năng lực, tuyệt đối không chia nhỏ gói thầu, thông thầu, chuyển nhượng thầu sai quy định, thông báo nêu rõ.